Mọi người đã xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi tour mò nhà và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút mò đẹp nhất để tour cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô mò. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu tím. Nhìn dùng dùng vàng miếng vàng đấy, tự ấn này. Tiếp theo mình sẽ dùng một xanh lá cây. Quá không dạy được, học chương trình kiểu gì ấy, lần có bài toán lớp ba nha, giải chồng chị giải cũng ra kết quả đấy, mà gửi cô giáo ấy, kiểu hướng dẫn con cho cô giáo mà là làm sai ấy, vãi luôn. Đài bài cô giáo không biết đấy mà cô giáo là tên phải vừa vừa dạy nó vừa học thêm đấy. Thằng lớn nhà chị ấy là học tất chương trình mới luôn, từ lớp 1 đến lớp 12. Bá ảo luôn. Tớt học sách cải cách mới. Học tiếng Việt nó giỏi nó cứ kiểu gì. Nên là đọc dạy lên được lúc lên lớp 1, sau lên lớp 2 lớp 3 có dạy được nữa đâu. Giờ chỉ có dạy đâu để tự nhiên kệ nó tự học đấy. Nó làm bài nào khó quá bà bố nó ấy rồi. Chị học tốt luôn rồi. Chị
hai đứa. Giờ nó lại chia theo kiểu như cái bọn bọn 2 cam mấy nhỉ? Giờ cái bọn nó là học lớp 8 á. Hay lớp 7 nhỉ? Là chúng nó học chương trình mới. Xong rồi đến lúc đến đợi thời con là đến con này dạy lại học chương trình mới luôn. Sách thì mua liên tục mà. Vậy là mình đã thông báo xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video. Xin chào tất cả mọi người đã xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi thu mò nha. Và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút mò đẹp nhất để tô cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục tô mò. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu cam. Bây giờ cũng thấy luôn rồi. Bây giờ là như trước đấy là chỉ học à, chỉ thi toán với tiếng Việt thôi, nhưng bây giờ nó thì nó phải thi cả tiếng Anh nữa đấy. Thời bọn em nó thì thi hiểu đó. Ba môn đấy nó còn đặc. Giờ thì 4 môn chị. Trước bọn em thi 3 môn, bọn thì 4 môn. Đấy, giỏi thêm 1 môn nữa. Cứ đang học trường sốc sư đẳng cấp 3 không? Chọn nó đầy đó, học giỏi học lớp chọn nữa nhỉ. Trường sắp có nhiều phần lớp thì lớp chọn, lớp gần chọn, lớp thường các kiểu. Thế nữa. Lớp chọn có 3 lớp chọn. Và lớp chọn giỏi nhất. Đưa chó thì nó học lớp chọn nữa. Học ví dụ 7 lớp này. A1, A2, A3, A1 chọn nhất, A2, A3. Kiến học A1 nó là nó học chọn. Nó học tinh đến tận sáng. Nhưng mà ấy thế phải học giỏi cơ, không đứa nào ấy áp lực lắm, não đầu thật. Có đứa nó tự kỷ nhỉ, trầm cảm nhỉ. Vì học nó áp lực quá, xong bố mẹ lại cứ áp đặt nữa, nhảy lầu luôn, nên lại nhảy cầu sợ quá. Qua về con dịch đi, mẹ ơi con cho mẹ xem đi, mẹ đừng chửi con. Và thi kiểm tra nhưng mà thi thử thôi, toán 8 điểm nó bảo thế. Sao bảo thế, trước tận kiểu trước nó học rồi cũng toàn 9-10, giờ nó học kém hơn rồi. Thế nó bảo giờ thế là được rồi mẹ. Nó mấy? Lớp 4 có 8 điểm. Nhưng mà lên cấp 3 2 điểm. Nó bảo học thế là được rồi. Anh nhà bác nó thì lúc có 1 học giỏi lắm, lên lớp có 2 nha thì toán mới ấy được 40 năm thôi. Nó vẻ mẹ nó biết sao được 40 năm mà gớm, lên lớp 2 á 5 điểm là may rồi. Từng bao giờ phải phép 5 điểm là may, ý là 5 điểm lên trên trung bình là được ấy rồi, vất vả đấy. Nhưng mà chúng mày học thế sao học và nó bảo là 8 điểm là được rồi mẹ. Gì cái vị 90-10. Nhưng mà bé này mà đã lơ là học thôi, đến lớp cấp 2 càng lười. Cấp 2 nó thế rồi, đến cấp 3 khác thì nên phụ bọn đồng hành học bình. Giờ nó học bình giờ cũng đi học thêm một thế cô chả nghĩ ngày nào.
dọc theo ấy. Không nghĩ được. Mình bị sợ, không biết gì. Cái này ấy là sao mình đuối luôn. Đấy, được. Không thể bỏ rút ngại lắm. Rút phải nó biết làm với mình, mình làm ngại. Áp lực phải đi học. Mới lại học tốt cho mình, cho tương lai của mình như. Học thì biết đi ngành nó sang không ạ? Biết cái gì là lợi cho nó. Mình biết tí toán rồi. Có thể mình giỏi toán thì tôi tiến hành trao đổi nhau. Cái ngu tất cả chó nó thành bài. Không ngày chơi luôn. Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video.